hôm rồi á coi đài cái tía tụi ổng mới hỏi chứ. Ê mày, Guinness đạo là ở đâu mày? Lần đầu mới nghe luôn á. Có nhiều người thì lần đầu nghe tới cái tên là Guinness Xích Đạo này. Có nhiều người thì đã nghe đến vài lần rồi nhưng mà không có ấn tượng. Kiểu như là một cái nơi mờ nhạt và không đáng để mà lưu tâm. Một số khác nữa thì chắc lưỡi nói rằng là chắc là nó đâu đó ở Guinness. Tại vì nó gần Xích Đạo cho nên là nó tên là Guinness Xích Đạo. Nhưng mà thực tế đâu đúng đâu mấy ông. Rõ ràng là khi mà lần vào sâu bên trong những cái thông tin về đất nước này á, thì tôi mới thấy là thật ra nước này cũng có nhiều điều thú vị và đáng để mà chúng ta lưu tâm chứ. Trong cái video này thì tôi sẽ nói theo kiểu là 10 sự thật về đất nước Guinness Xích Đạo. Rồi, lớn rồi, lòng vòng ít thôi. Cái sự thật đầu tiên chính là Guinness Xích Đạo nhưng không nằm trên đường Xích Đạo. Cũng không ngờ luôn, cái đất nước này nó hài hước quá. Tên Guinness Xích Đạo chứ đường Xích Đạo đâu có đi qua lãnh thổ của nó đâu. Là một trong những quốc gia nhỏ nhất ở châu Phi, Guinness Xích Đạo nằm ở miền trung châu Phi, gồm phần đất liền và các đảo. Phần nằm trong lục địa gần như có hình vuông, cạnh phía bắc giáp với Cộng hòa Cameroon, phía nam và phía đông giáp Cộng hòa Gabon, phía tây giáp vịnh Guinea. Đường biên giới phía nam của đất nước này còn cách đường Xích Đạo khoảng 113 km, tức là khoảng nửa đường từ Sài Gòn đi Phan Thiết. Ở châu Phi còn có hai quốc gia khác dễ nhầm lẫn với Guinea Xích Đạo là Cộng hòa Guinea và Cộng hòa Guinea-Bissau. Thứ 9, đây là một trong những quốc gia giàu nhất ở châu Phi. Quốc gia này có GDP bình quân đầu người thuộc top cao nhất châu Phi, đứng trên cả Cộng hòa Nam Phi và Ai Cập. Theo trang World Population Review, thu nhập bình quân đầu người của Guinea Xích Đạo là 8.741 đô la Mỹ một năm. Cũng theo số liệu này thì thu nhập của người Việt Nam là 2.901 đô la Mỹ trên năm. Nghĩa là quốc gia châu Phi này có thu nhập bình quân đầu người cao hơn Việt Nam khoảng 3 lần. Trình độ dân trí ở mức độ tương đối thấp, giao thông, y tế, giáo dục còn hạn chế. Nhưng tại sao đất nước này lại có thu nhập cao như vậy? Thứ 8, đây là nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 3 ở khu vực châu Phi hạ Sahara. Guinness Xích Đạo nằm ở phía nam sa mạc Sahara hay còn gọi là khu vực hạ Sahara, bao gồm 54 quốc gia Trung và Nam châu Phi. Guinness Xích Đạo đứng thứ 3 về xuất khẩu dầu ở khu vực này, đứng sau Nigeria và Angola. Đứng thứ 5 châu Phi, đứng 25 trên thế giới. Đây là lý do vì sao mà đất nước này có nhiều tiền. Guinness Xích Đạo dựa vào sản phẩm dầu để duy trì nền kinh tế. Dầu thô chiếm tới 69% tổng kim ngạch xuất khẩu với trị giá 4,1 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là khí đốt chiếm 23% tổng kim ngạch xuất khẩu với giá trị 1,39 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, dầu mỏ và khí đốt chiếm tới 92% tổng giá trị xuất khẩu của đất nước này. Các sản phẩm này giúp Guinness Xích Đạo duy trì cán cân thương mại dương 4,28 tỷ đô la Mỹ khi mà xuất khẩu đạt 5,92 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu tương đương 1,64 tỷ đô la Mỹ. Thứ 7, diện tích bằng miền Đông Nam Bộ của Việt Nam nhưng dân số lại nhỏ hơn 14 lần. Diện tích của Guinness Xích Đạo là 28.050 km2, tức là tương đương với miền Đông Nam Bộ của Việt Nam cộng thêm tỉnh Long An. Dân số của nước này hiện nay là 1.402.985 người, trong khi dân số khu vực vừa nói của Việt Nam là khoảng 20 triệu, tức là gấp gần 14 lần đất nước này. Guinness Xích Đạo nằm trong top 10 quốc gia có dân số ít nhất ở châu Phi. Đây là đất nước nhỏ và cũng là nước có mật độ dân số thấp, chỉ khoảng 50 người trên 1 km2. Mật độ dân số của Việt Nam hiện nay là 290 người trên 1 km2. Thứ 6, không có thủ đô trên đất liền. Bây giờ các ông sẽ thấy sao nếu mà Việt Nam không đặt thủ đô ở Hà Nội mà mang ra ngoài côn đảo đặt ở ngoài đó. Sẽ rất là nhảm nhí và khác thường đúng không? Nhưng mà đối với Guinness Xích Đạo thì không có gì là khác thường. Nếu mà là một cái quốc gia hải đảo thì chúng ta không có nói đến làm gì, tại vì họ bắt buộc họ phải đặt cái thủ đô trên đảo. Còn đất nước Guinness Xích Đạo này là một trong số rất rất ít các quốc gia lục địa mà không để thủ đô ở trong bờ mà đem ra ngoài đảo đặt ở ngoài đó. Thủ đô của Guinness Xích Đạo là Malabo, ở bờ biển phía bắc của đảo Bioko, dân số khoảng 300.000 người. Sở dĩ nó là thủ đô của đất nước này tại vì có nhiều vấn đề về lịch sử. Nó từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha, sau đó trao lại cho Tây Ban Nha, rồi thuộc về Anh, sau đó lại trao về cho Tây Ban Nha. Malabo là thủ đô của thuộc địa Tây Ban Nha ở khu vực châu Phi thời điểm đó. Sau đó đất nước này giành độc lập và Malabo trở thành thủ đô của Guinness Xích Đạo. Và họ cũng đang sắp về đô.
sau mấy chục năm thì có lẽ đến bây giờ họ đã giật mình phát hiện ra một cái sự bất hợp lý. Thủ đô hiện nay của đất nước này thì chỉ cách bờ biển của Cameroon khoảng 50 km, nhưng cách bờ biển của đất nước mình tới 200 km. Họ đang có quyết định dời đô từ đảo về bờ, trong khi họ đang có một cái thành phố cảng lớn nhất nước tên là Bata, nhưng mà họ cũng không dời thủ đô về đó. Một khi mà đã lỡ dời rồi thì họ sẽ dời về sâu ở trong lục địa luôn. Thủ đô mới nằm ở khu vực Ozala, nằm trong rừng luôn, gần như được xây dựng mới hoàn toàn. Ozala sẽ trở thành địa điểm đặt trụ sở mới cho cảnh sát, quân đội, tổng thống, chính phủ và quốc hội. Dự kiến sẽ có diện tích 81 km², sẽ bao gồm một số biệt thự tổng thống và một tòa nhà quốc hội mới. Ước tính nó sẽ có dân số khoảng 200.000 người khi hoàn thành. Có thể khi bạn đang xem cái video này thì nó đã có một cái thủ đô mới rồi. Thứ tư, đại đa số dân cư sống trong nghèo khổ. Khiến nó trở thành một trong những quốc gia giàu nhất ở châu Phi. Đại đa số dân cư sống trong nghèo khổ. Các bạn không nghe lộn đâu. Sự giàu có của đất nước này không được phân phối trong dân chúng. Trên thực tế, phần lớn dân cư của đất nước sống trong nghèo khó và sống không có nước sạch. Khoảng 20% trẻ em chết trước khi 5 tuổi và chỉ khoảng 25% trẻ sơ sinh được chủng ngừa bệnh bại liệt và sởi, một tỷ lệ gần như thấp nhất thế giới. Chỉ khoảng 50% trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học và dưới 25% trong số đó đi học trung học. Theo chỉ số phát triển con người của Liên Hợp Quốc thì Guinea Xích Đạo đứng thứ 144. Các nhà nghiên cứu đưa ra một lời giải thích cho sự phân phối tài sản không đồng đều này. Các quan chức chính phủ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự giàu có của sản xuất dầu. Chính phủ có mức độ tham nhũng cao. Thứ ba, Tổng thống Guinea Xích Đạo đã phục vụ từ năm 1979. Ông Teodoro Obiang là tổng thống hiện tại của Guinea Xích Đạo và đã phục vụ từ tháng 8 năm 1979. Với tư cách tổng thống, ông nắm giữ một quyền lực đáng kể và phục vụ với tư cách nguyên thủ quốc gia. Con trai ông giữ vị trí phó tổng thống. Kể từ khi ông Obiang nắm quyền tổng thống thì ít nhất 12 nỗ lực đảo chính đã được thực hiện nhằm lật đổ chính phủ nhưng không thành. Tổ chức theo dõi nhân quyền coi nhiệm kỳ tổng thống của ông ngang hàng với chế độ độc tài. Một số tổ chức cho rằng các cuộc bầu cử được tổ chức ở đất nước này là gian lận. Obiang là trung tâm của một số cuộc điều tra, bao gồm những cuộc điều tra do chính phủ Pháp quản lý. Ông đã bị buộc tội sử dụng các quỹ công cộng để mua nhà và xe sang trọng ở Pháp. Ông này tự xưng mình là một vị thần và có liên hệ lâu dài với đấng toàn năng. Cái này thì không biết có đúng không, nhưng chắc chắn ông là một nhà độc tài thứ thiệt. Thứ hai, đất nước có xếp hạng nhân quyền cực thấp. Chính phủ Guinea Xích Đạo được coi là độc đoán và là một trong những nơi tồi tệ nhất về vi phạm nhân quyền trên thế giới. Theo khảo sát tự do trên thế giới, một khảo sát hàng năm về các quyền chính trị và dân sự, Guinea Xích Đạo ở mức thứ 7, mức cuối cùng trên thang đo về mức độ tự do. Ngoài ra, nạn buôn người là một vấn đề xã hội quan trọng ở đất nước này. Mục tiêu là phụ nữ và trẻ em làm việc trong các ngành công nghiệp cưỡng bức và lao động tình dục. Đối xử với tù nhân ở đây cũng thường rất tàn nhẫn. Sự ngược đãi bao gồm đánh đập, lạm dụng tra tấn, bỏ tù không có căn cứ và những cái chết không rõ nguyên nhân. Trong một nỗ lực nhằm giảm thiểu các vi phạm nhân quyền này, Tổng thống Obiang đã cấm lạm dụng nhục hình và tra tấn ở Guinea Xích Đạo. Ông đã tài trợ cho một dự án tu sửa nhà tù Black Beach trong một nỗ lực hiện đại hóa các cơ sở giam giữ. Tuy nhiên, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế và Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tiếp tục báo cáo về vi phạm nhân quyền tại quốc gia châu Phi này. Và cuối cùng, quốc gia duy nhất ở châu Phi dùng tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức. Ngôn ngữ chính thức của các quốc gia châu Phi hầu hết là tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ả Rập và Bồ Đào Nha. Chỉ có Guinea Xích Đạo là khác biệt nhất, họ dùng tiếng Tây Ban Nha. Descubrí mis habilidades y mis debilidades en la escuela. Guinea Xích Đạo là thuộc địa của Tây Ban Nha hai lần trong lịch sử, từ năm 1778 đến năm 1810 và năm 1844 đến năm 1968. Vì ảnh hưởng lâu dài đối với đất nước, tiếng Tây Ban Nha vẫn là một ngôn ngữ quan trọng. Trên thực tế, Guinea Xích Đạo là quốc gia châu Phi duy nhất sử dụng tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ chính thức. Khoảng 67,6% dân số có thể nói ngôn ngữ này. Tây Ban Nha là ngôn ngữ được sử dụng cho hành chính công và giáo dục. Tuy nhiên, tiếng Pháp là môn học bắt buộc để tạo cái mối quan hệ với các nước láng giềng và cộng đồng các quốc gia Pháp ngữ nói chung. Rồi, cảm ơn mấy ông quá trời luôn. Nhớ bấm đăng ký và rủ bạn bè xem chung nha. Nuestro pueblo tiene fe, nuestro pueblo tiene fuerza.
tiene riqueza y sabiduría.